Hello, xin kính chào tất cả các anh em học sinh đã đến hoặc là quay lại với kênh của mình nha. Rồi, hôm qua mình up cái clip nó đi con bot đầu tiên của sự kiện bên Super Việt các anh em, thì nó bị lỗi âm thanh. Mình không để ý là nó bị tắt cái tiếng thu vô. Trời ơi, thành ra nó không có tiếng. Anh em thông cảm nha. Với lại cái đó mình thấy là anh em cũng chủ yếu là coi cái team đánh bot với lại tình hình có giết được con bot hay không cái nọ đúng không, điểm sao thì nên cái việc mà có âm thanh cũng không có gì. Thì cái clip đó chính xác là mình cũng không có nói gì nhiều trong đó anh em. Rồi cái gì ôi cha, được vé mua bằng vàng sướng vậy. Ê gì đây, gì đây, hảo cảm. Ủa hả? Hảo cảm của chú Thanh SP à? 300 kim cương à? Ý, nó có bán hồng lô khí luôn kìa. Mua bằng tiền. Ngon nha. Nay mình qua làm clip hơi trễ nè. Hai nghìn tám còn bao nhiêu? Hôm nay 11.000 hay là 11 tiếng tại à đây chắc đây hình như là 11 tiếng thì phải. À 11 ngày, ôi 11 ngày cứ vô tư chạy gặp đây đấy, tích thêm mà được gì không, được thì đổi đồ ngon hơn. Quan vô kích cái này ra anh em cho đỡ mất thời gian, cái đã không quên nữa. Chúc mình đi đánh cự thú chơi cho vui nha anh em. Có cự thú luôn rồi, nay bên Trung chắc còn không có hoạt động gì mới hay nên coi lại cái hảo cảm con chú Trúc Thanh SP. Ủa mình qua rồi, ủa nó gì ta, hảo cảm thiệt mà. Nó là cái hảo cảm chứ gì nữa. Đăng ký đi cái này thôi chứ mình không đi quá anh em, tại vì nhiều việc quá không có thời gian đi, rồi làm clip lẹ cho anh em là mình có việc nè, đi cái này luôn đi. Ồ. Ok. Rồi, ok, đã làm nhiều hàng ngày anh em ơi. À, có bot hả? Đập luôn.
Bây giờ mình nói mình phải load cái kia trước là vậy đó anh em. Cứ ngồi mình làm cái này đi ha, hồi vô cái này kia xong luôn, đẹp. Ok. Con bot này là anh em là có hồn chân thân là vô tự động nó bật hết đi. Mèo mạnh thiệt các anh em, nó thật mình mê tim ám nha, nhưng mà mình thấy con mèo mình đánh mà mình ghiền anh em. Con mèo nó mạnh thiệt luôn ấy. Thôi nhìn cái hạng bên này nản lắm. Ở đây toàn quái quái thú không anh em ơi. Bên đài mình còn vô trong top 10 được chứ, chứ bên 10 hoặc 15 thì có khi top 20. Chứ bên này là không 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 có khả năng luôn anh em ạ. Bên chung môn đồ khó sống mà, nhưng mình vẫn coi mình sẽ mình anh em sẽ coi mình sống được hay không nha. Chờ đây, ám khí tôi lên đàng hoàng này đủ đi mọi người sẽ biết. Muốn mà ám khí mà có thể xài ngon lành được chắc phải lên 7x anh em à, tại vì nó mới đủ mấy cái đục đá nâu á để kích dòng được, chứ nếu không là thua. Tô của nó cao. Tiếc là con Vinh mình chưa được 6 sao. Chưa được 6 sao anh em. Nay mình còn chưa vô sự vụ việc nữa nè. À. Ghê, người ta quýnh mũ sáo luôn sợ thiệt. Ồ nhìn mấy ạc này là thấy uy tín này. Ôi nó có skin mèo luôn rồi. Ôi trời ơi. À sợ thiệt, 560 lần đó anh em. Bảo hiểm chu lè à. Anh em đang chơi cái cốt cốt con suy biến bên đầu không? Nó chỉ có 400 thôi đó anh em. Còn cái này là 560. 560 nghe là thấy thấy ớn rồi.
Ok, xong. Mất quà. Bên này chỉ có đánh lấy hết quà là vui hơn em ơi, thiệt. Chứ mà đi mà tranh trên top với người ta thì có làm có tuổi. Trên top phải nạp vô. Đưa xiềng đây là nè, là đua gì đó đua. Bên đài chắc sắp ra ngân rồi anh em ơi, chắc một hai ngày nữa ra rồi. À, mình đoán thôi nha, mất công cái lại sai cái anh em nói ui giời ơi ông Tân không nói này nữa. Anh đoán thôi, đoán thôi. Thế có đứa em Tông nó nói là chắc một hai ngày nữa ra. 49. Ôi 4 ngày uổng. Ôi mình thấy mình tiếc ghê cái ạc anh em. Thiệt luôn á, mình thấy mình tiếc cái ạc kinh luôn ấy. Ôi không chơi cho tôi đi. Thiệt luôn ấy. Nhìn nàng cũng thèm quá. Ấy, đổi được nè. Lên. Nhìn tiếc ghê. Ngon quá mà. Này có khá là nhiều việc mình phải làm anh em, nên tranh thủ làm clip xong qua sau việc mình chơi một chút cái mình lại phải đi làm việc anh em, có nhiều việc cá nhân phải làm nên khá bận rộn, cho nên mấy cái sự kiện bắt rồi chứ mình bỏ qua bên bên không có thời gian rồi chơi rồi. Chơi cho bên sau việc thôi, sau việc tại vì đó là cái ạc mình đầu tư rất là nhiều anh em cũng biết rồi đó, thì mình phải cố gắng thôi chứ giờ đã lấy cái này thì không có thời gian rồi. Không sao, nói chung là không đi cực bắc cũng sao nếu bị thọt phôi phôi với lại chủ yếu là phôi với là nguyên liệu để úp mấy cái hồng đậu khí mà anh em farm thứ sáu ấy, chủ yếu ở đó. Còn cốt đồ thì hên xui lắm, không mà cốt chắc mà nào farm ít nhất có một hoặc một hai cái cốt đúng không, cũng cũng được lắm. Chứ mà anh em nào mà có thời gian nên đi nha, mình khuyên thiệt đi cái đó được lợi nhiều, bỏ chút thời gian mà cái mình thu hoạch bây giờ mình không đuối tốt cũng được đúng không, mà mình thu về cũng khá là nhiều. Ok thôi đi kia nó chua quá, hao thể lực quá chịu không nổi. Ừ trời ơi hai cái hồng bằng 5 vạn ngon. 37. Ủa cái này mát mà không đi quên, à chưa đi. Đi cái này một cái đi. Ừ là đủ 4 rồi nha.
ý lên level anh em, ủa đi lên level không nổi đang giảm cấp lên level ngáo rồi ngáo rồi. Năm mươi giây ok chờ luôn em. Rồi, ok. Hồi đi cái tầm bão đó ở bên server đài, ở bên chung này nó khó quá anh em thật luôn. Ai, thằng nào đi mình cũng bị trầm cảm cả anh em. Đi giống như là như lúc mình còn tự chơi mình luôn á, mình tự bỏ liệu đó mình chơi mình cho rồi. Chán quá. Đi tìm người thì khó mà nói chuyện với họ, họ cũng chả hiểu mình đang nói gì. Ở đây mình quay cái này luôn cho đội anh em, nó có báo mình bực mình cái gì quay cho nó rồi đi báo riết kệ cho quay xong nó cũng cho lại mà không sao. Ừ trời ơi được một cái đàn ngon vũ ám thôi tuyệt, chắc không có vũ ám nổi rồi dễ gì ăn còn Cần Thơ luôn đầu đớn thiệt. Free lụm ra vũ ám luôn đi tuyệt. Có cái nịt này đẹp không nhận, nó quá đẹp. 400 thể lực 20 vé thôi nó cũng khá là căng anh em cho nên không đụng tới. Anh em muốn có 400 thể lực anh em phải bỏ 1.300 thấy không, cái giá nó không có đáng nên thôi cái nào đáng thì lượm. Ủa cái này là cái gì tao hảo cảm à, được hai cái này với 300 kim cương, 300 kim cương mà được hảo cảm đồ cũng khá nhiều nha. Nó cũng ngon, có thể mình lượm ta lượm đi rồi. À, đôi lúc kim cương hả 100 cương tiệm quả không ra nên đôi lúc phải tiết kiệm lắm anh em ơi, tiệm điên luôn. Nhiệm vụ thì không hoàn thành, cứ hoàn thành chỉ vô đây hoài à biết rồi mua đâu. À ủa kinh nghiệm à, cái này này cái này lắm này
Tiếp tục nâng cho con Mẫn lên. À, nó đang bị kẹt ở đây đúng không? Như vậy thì cái 8 đi. Rồi, ui hết thế lực rồi. Không, cũng may là không có xả nhiều đấy, anh em thấy không? Thế lực nó hiếm lắm. Nó rất là cần thiết luôn. À, khoảng vậy đi. Quét thêm 4 nữa. Tiêu tiêu ăn ngân. Tất nhiên là ăn ngân ưu tiên trước rồi. Ăn ngân thì nó quá bá đạo rồi. Búp ghê quá. Con tướng khống kinh khủng. À, hôm nay có đối quyết nữa, trời ơi, đủ thứ việc. Thôi chịu, làm công việc của mình đã. Rất là nhiều việc phải làm anh em. Hôm nay là ngày thứ bảy bận rộn cực kỳ. Mình phải đi sửa xe nè. Đi làm lại này kia nọ. Ý, vậy, lắc à. Rồi, đi cái này luôn, đi cái này luôn. Nhanh nào, nhanh nào. Ý trời, hồi sáng này mình không có đi rồi. Xong luôn. Người ta vô người ta người ta xếp hạng hết rồi. Cung hết à. Này anh em đi vô sớm thì sẽ chảy thôi. À cái ngày mình không chơi thì vậy đấy. Uổng thiệt. Hết bay. Uổng thiệt. Không nhớ. Hôm nay đánh không nhớ. Không là sáng đánh rồi. Hạng 38 luôn trời ơi. Mất cái đống này thôi cài trả sao kệ đi sao nó cũng không có gì. Có vé là vui rồi anh em thiệt, có vé là vui rồi. Có khả năng chơi từ tâm thạch là anh em ơi, khả năng chơi từ tâm thạch rất là cao rồi. Rồi giờ mình kiếm xúc xích đây. Xúc xích cái này anh em tính nha, ví dụ như nó đi cái này nè anh em tính, ví dụ như anh em đi cái này anh em tốn 12 thế lực nhưng mà được có hai đúng không, 12 thế lực mà được hai. Cái khi này anh em đi cái gì, nên đi 24 thì được cái gấp đôi nhưng mà nên được 6. 6 đúng không? 6 còn lại coi, bây giờ 6 cái này hình như có hai cái hai xu à. Đó. Cái nào lợi hơn? Tất nhiên này lợi hơn rồi, gấp đôi thế lực. Nhưng mà gấp 3 cái kia. Đúng không? Nên em đi nên em mới tính cái đó để mà tiết kiệm thế lực. Hay cho mình là môn đồ mà nên mình tính dữ ta. Mấy anh em nạp nhiều thì đâu quan tâm mấy đó. Rồi xong này ra đánh cự thú nữa. Là coi như xong hôm nay ở nhà. À có bạn nhờ mình chỉnh ạc nữa chứ. Từ trưa nay mình hẹn bạn chiều nay là tại nay mình khá nhiều việc. Chiều nay mình chỉnh cho bạn đó. Làm đủ trò cũng hết. Còn hai ở đó hả? Anh em có thể quýnh thì cũng được nếu anh em muốn nè. Hai tốn 12 thể lực được thêm 2 xu, thành 3 lần quýnh được ngày luôn. Rồi một hit xong giết ô tệ. Đấy, anh em là thích thì vô đổi lượm đồ đổi xúc xích thôi. Gia nam, gia nam nam ok ngon.
Đây nè anh em, vô đây những cái này đụng hai cái rồi, hai cái luôn rồi, ngón rồi mới ăn được có 5 cây, 5 cây trên 30 cây. Thời gian giam cấp còn 17 ngày. Ấy cái này sắp được rồi nè, vô mình ấy cái luôn cho nó lên, lụm luôn cái đó nè. Hai giọt nước mắt. Nhâm nam đẹp, tạo hình đẹp, công nhận, công nhận luôn. Rồi đủ vô hốt xong. À, quấn cự thú nè, cự thú nó là xong. À cái gì nã đi cái luôn nè, thứ bảy. Anh em nào chơi sợ việc ra được cốt cốt đầu vinh chưa? Có anh em ra cốt đầu vinh chưa? Anh em nào đủ may mắn chưa? À, cốt đầu vinh là đỏ đã lắm á, đỏ điên luôn. Đỡ lắm em, nhà sản xuất nó fix là hành hành 5 ngày anh em. Anh em mình dễ thở, nó xuống thay vì như hôm bữa mình nói là 25.000 kim cương đúng không? Thì anh em nhờ số ngày tăng lên mà anh em giảm xuống xuống 10.000 đấy, còn khoảng chừng 15.000. Còn nếu mà mua thêm thần khí là khoảng 16.200 kim cương. Trời ơi, đỡ lắm luôn anh em, nói thiệt, đỡ cực kỳ luôn. Rồi, chỉ cần fix lại thêm thêm 2 ngày thôi giảm được 10.000, tương đương ngày một ngày 5.000 kim cương đó anh em. Ghê chưa? Mở mà hành 6 ngày này còn đỡ dữ nữa. Nói chung là sau việc mình thấy tuy là sự kiện ít nhưng mà đôi khi cũng được ưu đãi, nhiều cái cũng đỡ lắm nè, thấy không? Thứ nhất là giá cho sự kiện rẻ hơn. Anh em có thể lục lại cái clip cũ của mình đi, 666 kim cương như một gói nha, mình chỉ có 500 thôi là rẻ hơn người ta rồi, rẻ hơn khá nhiều rồi. Mỗi cái nó bớt 100 mấy, anh em nhân 5 lên nó khác hoàn toàn đúng không? Nhưng mà có con nỗi buồn đi song song đó là mình chắc không lấy nổi cái bộ đầy huyết rồi anh em ơi, mà sợ việc ấy nó nạp tiền căng quá, anh mình chịu mình không nổi. Mình đó y như clip mà bữa anh quay cho mọi người đó là mình nạp 3 gói 9.000 với một gói 45.000 là mình thấy không ra thôi mình ngưng luôn. Giờ cùng lắm nha, cùng lắm là mình nạp thêm mỗi 9.000 gói 45 nữa thôi, ví dụ vậy. Nếu mình có tình hình sao là thôi nha, không không nạp nữa nha. Đó là cái sự kiện này là mình thấy mình nạp hơi bị nhiều rồi đấy. Mình thường ít nào mình nạp lắm em ơi, nạp mỗi tháng à, hai cái tháng là lấy kim cương thôi, lấy tài nguyên. Đó là cái nguồn thu, nguyên cái nguồn dự trữ tài chính của mình á. Nhưng mà anh em nào chơi mà không muốn bị thiếu kim cương nhiều á là cái hai cái gói tháng là sự đầu tư cực kỳ tốt nha anh em. Rồi. Ok. Rồi, từ dưới lên. Y, vô đi. Chú ám vô đi. Trời vé mà anh em chê à. Ui mèo 10 sao. Tam phải thần 10 sao. Ê quên, tam tam tu la 10 sao. Ai. Cái gì vậy ông nội?
Cái gì vậy? Trời ơi, star. Rồi ông nội vô không star luôn rồi. Ác mạnh điên mà, trời ơi, cái con theo luôn mua có skin luôn. À, top à. Con nào cũng quay 10 sao trong trong banner luôn. Sợ. Rồi mình đi con boss cái là mình ngưng clip anh em nha. Ok, đi cái boss nó cự thú này nè. Nay cả đài cả bên Trung mình đều không đi cực Bắc anh em. Để xem người ta đi cái gì rồi. Ủa cái tông tôi đâu rồi? Tông mình không có này luôn. Đánh bên này quá, bên này cạnh tranh dữ quá. Nếu mình đánh nha, bây giờ mình đánh mình có thể sẽ hạng tư bên này. Bên này có thể sẽ cao hơn hạng nhì. Ok, mình đánh mấy con này người ta mấy top toàn là nào nó lo đánh trong này không mà. Thôi mình đánh mấy con này. Đúng ra dùng tim ám đánh mới ngon nhưng mà thôi, tại vì cơ bản là chưa kích được dòng anh em à. Con vũ ám mình nó chưa có cút riêng nữa, bắn đam nó sẽ không ngon bằng con mèo đâu. Nên tùy tùy lúc thôi. Không phải có con mèo để mà một cái giải pháp rất là ổn. Ê, ê, khoan, khoan, khoan. Trời, chút xíu nó bậy rồi. Cứu hồn. Không, mình nói mình hạng nhì mà mũ bảy chắc chắn là mình không nổi, lên không nổi rồi. Mũ bảy đây chỉ có những người nạp kinh khủng ạt top đồ mới lên được thôi. Ui 10 sao anh em thấy nhìn là thấy uy tín rồi, 10 vạn rồi 59 nha mà 10 vạn. Trời ơi, thiên quân băng bích nữa 89 luôn. Cái duyên này nó số năm nó còn cao hơn số nợ duyên ở trong cái sự việc mình nữa. Ăn ngân đó 10 vạn hồng hoàng riêng luôn. Quýnh gì tiêu tiêu 10 vạn, ê, 7 vạn mà 10 sao. Có con này 20 vạn luôn, 40 vạn luôn. Trời ơi. Ui hồng hoàng ma long, ui trời, cái hồng hoàng này mình thèm cực kỳ luôn. Cái ạt này mũ 7 là cũng bình thường rồi anh em. Quá mạnh. Trời ơi, top level 59 nha. Mà 230 triệu được chiến. 59 mà 230 triệu một chiến, ghê thiệt. Sợ. Rồi, ok. Mình chắc mũ 4. Ta sức mình tới đó. 4 là cao, không lên 4-5 nổi đâu.
quýnh 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 cái con này nó bị quýnh mà bị quýnh thấy thảm luôn, đúng kia bị quýnh thấy thảm á. Bốt khó hành động luôn. Rồi, chuẩn bị tôi mua vốn đây. Đúng là thằng tốc độ anh em thấy không, nên thấy những cái quang ảnh thôi xẹt y như trong phim hoạt hình. Không đẹp, công nhận cái game này họ đầu tư tốt lắm anh em, hình ảnh rồi skill, nhất là skin như mình nữa mình nói là cái nhà bên cái khâu thiết kế hình là skin nhân vật hay là tạo hình nhân vật gì đó là họ bắt đầu cái khu thẩm mỹ của họ lúc càng tăng lên. Game này còn nhiều cái để khai thác lắm anh em ơi. Nó mà cái bộ truyện em thấy 5 phần á, là nhiều rồi. Mình theo theo như mình nghĩ nha, game này tồn tại rất là lâu nha. Anh em thấy bên Trung họ ra sự kiện liên tục, thấy không? Sự kiện liên tục. Giống như nó là một cái đặc quyền ở server Trung vậy đó. À, server của mấy mấy quê nhà, mấy chủ chính thức. À, anh em thấy cái gì mà game nào mà họ nó vẫn còn đang trên đà phát triển một cách hưng thịnh là thấy không, sự kiện nhiều nè, rồi họ cải thiện, họ ra banner cái nọ liên tục, chứ còn game mà game chết thì nó sẽ không ra gì đó. Nên những anh em nào mà hay comment ở sơ việc sẽ gì game sắp sập thì nó làm ơn suy nghĩ lại dùm trước khi nói, như anh em không 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 thích cái game này nữa à, thì anh em có thể nghỉ cũng được không sao, nhưng mà đừng có để ảnh hưởng tới cộng đồng phát ngôn những cái đó mình thấy cũng không hay. Nhưng mà mình không chơi thì mình để người ta chơi ví dụ vậy đó, mình không phải ở cái game này không hợp với mình nữa, nó như thế này thế nọ gì đó thì mình có thể tìm game khác, ai cũng có sự lựa chọn mà. Đó, ý kiến cá nhân của mình vậy, không biết đụng chạm tới ai không.
Rồi còn 50 mấy giây nữa là xong. À, mình đánh mũ 4 hạng nhì ha, nói trước khi đánh luôn đi Trang, tại mình biết cái lực của mình đánh tới đâu. Chờ đi, tí máu tôi chích hết rồi tôi đánh cho coi. Chút người khác cho đánh nữa không biết sao. Hạng nhì này nó không chắc chắn anh em à, nó tạm thời thôi. Mình chỉ là môn đồ, người ta top không à. Mình tính đâu mà có 21 triệu lượt chiến anh em. 21 triệu à, 230 triệu, nó gấp mình mười mấy lần. Này là 62 triệu, này 21 triệu luôn nè. Dùng tiêm ám có đeo làm sao cái gì tự nhiên con này đeo cái quan mũ lễ vãi. Rồi, tạm thời đến đây nha anh em. À, ngày mai cái gì gặp lại anh em ở đây tiếp theo ha. Rồi, see you.